Chào cả nhà, nếu bây giờ chúng ta lên Google và search chữ Bầu Đức Thế Chấp Học Viện thì chỉ trong vòng 0,5 giây sẽ cho ra 1,7 triệu kết quả, một con số rất là lớn. Rồi người ta đưa ra hàng tỷ nguyên nhân và những hệ lụy, và đương nhiên là vận mệnh của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, nơi có rất nhiều những cầu thủ mà chúng ta yêu mến, là đề tài được quan tâm nhất, được bàn tán nhiều nhất trong những ngày qua. Và tôi thì cũng đọc rất là nhiều và thấy có một đặc điểm chung là các tác giả của bài viết ấy hầu như là không biết Bầu Đức thực sự đang nghĩ gì, và thậm chí là chẳng hiểu bản chất của vấn đề. Và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì sẽ hành động ra sao trong thời gian tới? Và hôm nay thì tôi cũng xin phép lật ngược lại vấn đề và kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện, những tình tiết rất liên quan đến bóng đá. Trước hết thì cho phép tôi được kể một cách rất là vắn tắt về con người cũng như là con đường đi lên của Bầu Đức. Bầu Đức thì từng 4 lần thi trượt đại học và khởi sự bằng một cái xưởng gỗ nhỏ sản xuất những chiếc bàn học sinh. Và khi có một chút vốn rồi thì ông Đức bắt đầu thành lập cái xí nghiệp Hoàng Anh Pleiku, rồi đổi tên thành công ty Hoàng Anh Gia Lai và mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực như là khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức trở thành người Việt Nam giàu nhất trên thị trường chứng khoán vào năm 2008 và được tạp chí Wall Street Journal đưa vào danh sách 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Có một hình ảnh khắc họa một cái cuộc lột xác cực kỳ ngoạn mục của Bầu Đức. Khi còn nhỏ thì cậu bé Đoàn Nguyên Đức chăn trâu chăn bò ngay bên cạnh sân bay Phù Cát của Bình Định và rất ngưỡng mộ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung. Sau này đại tá Nguyễn Thành Trung, phi công từng ném bom Dinh Độc Lập, là người Việt Nam đầu tiên lái được chiếc Boeing 777 và 767 và đã từng giữ chức phó tổng giám đốc của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines về lái máy bay riêng cho mình. Vụ này thì đương nhiên không phải là kết quả của mối quan hệ liên quan đến tiền bạc, mà đó là cái sự ngưỡng mộ, cái sự tôn trọng lẫn nhau ở cấp cao nhất. Và nói rộng ra một tí thì đây là sự hợp tác, sự sát cánh của hai người anh hùng. Một người anh hùng trong chiến tranh và một người anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Trở lại với việc làm ăn của Bầu Đức thì người Việt Nam của chúng ta rất là dị ứng với những từ như là thế chấp, nặng nề hơn là cầm cố. Bởi vì những từ ngữ này rất dễ hướng con người ta hiểu theo những cái ý nghĩa tiêu cực của nó. Nhưng trong kinh doanh thì việc thế chấp tài sản đang có để huy động vốn là một trong số những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá tiềm năng của mỗi công ty, của mỗi tập đoàn. Nó giống như kiểu là chúng ta chiếm dụng vốn để làm ăn. Có thể khẳng định là 99,99% các công ty, các tập đoàn lớn trên thế giới đều kinh doanh và huy động vốn theo kiểu này. Và cái chuyện là thế chấp học viện, thế chấp đàn bò hay thế chấp tất cả những cái gì người ta có là một chuyện hoàn toàn bình thường. Và nếu như có tài sản, tôi cũng sẵn sàng thế chấp để kinh doanh. Bầu Đức bây giờ đang nỗ lực tái cấu trúc lại Hoàng Anh Gia Lai và hiểu một cách nôm na là mặt hàng này bây giờ làm ăn sút rồi, tỷ suất lợi nhuận bắt đầu giảm thì chúng ta tìm và đầu tư vào mặt hàng chủ lực khác. Nó giống như trong bóng đá, khi mà Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều đã xuất ngoại rồi thì đương nhiên cái đầu tàu, những cầu thủ chủ lực phải là Văn Toàn, phải là Hồng Duy, phải là Trần Vũ và những cầu thủ khác. Trong cả chiều dài phát triển của Hoàng Anh Gia Lai thì việc tái cấu trúc nhiều lần được thực hiện, từ việc lấy gỗ làm chủ lực rồi chuyển sang bất động sản, thủy điện và giờ là lĩnh vực nông nghiệp, với các mặt hàng như là cao su, mía, đường, ngô, dầu cọ và bò. Theo báo cáo tài chính năm vừa rồi thì doanh thu từ việc nuôi bò của Hoàng Anh Gia Lai chiếm đến tận hơn 40%, cao nhất của Hoàng Anh Gia Lai. Và ngay cả cái việc bán phân bò thôi thì một ngày Bầu Đức cũng thu được 1 tỷ đồng. Theo một nguồn tin không chính thống lắm thì Bầu Đức vừa mua thêm 2.000 con bò và tới đây sẽ trồng thêm 6.000 hecta mía đường, 30.000 hecta dầu cọ và trồng thêm khoảng 30.000 hecta cao su nữa. Chính bởi vì có kết quả này cho nên rất nhiều ngân hàng đã nối đuôi nhau cho Bầu Đức vay tiền, còn các cổ đông thì luôn luôn ủng hộ ông. Chỉ có giới báo chí và những người không hiểu thì mới xông vào chia sẻ và lo lắng hộ cho Bầu Đức. Nếu nói rằng tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai không gặp khó khăn thì không đúng. Báo VN Express vừa cho biết là trong hơn một năm qua thì Bầu Đức đã mất khoảng tầm 4.500 tỷ đồng và trong tháng 4 vừa rồi thì cổ phiếu của Bầu Đức rơi xuống tận đáy với chỉ khoảng tầm 6.900 đồng một cổ phiếu so với 20.200 đồng một cổ phiếu vào tháng 1 năm 2015, tức là mất khoảng 2/3. Nhưng trong năm vừa rồi thì tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lại đến tận 602 tỷ đồng, còn số tiền cá nhân 4.500 tỷ của Bầu Đức bị sụt giảm trên thị trường chứng khoán thì nó chỉ chiếm 1/10 tổng tài sản của ông mà thôi. Tức là bây giờ chúng ta cảm giác như là chúng ta mang 1 triệu đi và chúng ta đánh rơi mất 100.000. Đấy, nó như thế nào thì Bầu Đức cũng cảm giác như thế. Nhưng quan trọng hơn là ông hiện nay còn 40.000 tỷ đồng, tức là đủ nuôi 40 học viện bóng đá trong vòng 100 năm. Đấy, giờ thì tất cả chúng ta cứ yên tâm. Tôi đã tìm hiểu về vấn đề tài chính của Hoàng Anh Gia Lai cũng như của cá nhân Bầu Đức thì thấy chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Và thậm chí là nếu như tiếp cận dưới góc độ bóng đá mà nói thì đây lại còn là một vụ hời của Bầu Đức. Bởi vì là những cầu thủ con cưng của mình, gia đình họ đã dành cho ông niềm tin, tình yêu
và sự chia sẻ cực kỳ lớn. Tôi đã hỏi 7 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thì 100% đều nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào Bầu Đức và sẵn sàng vượt khó cùng với Bầu Đức. Với họ, tiền lương, tiền thưởng chậm không có vấn đề gì cả. Họ biết là họ ăn tập ở đâu và họ tiến bộ là nhờ ai. Còn về phía gia đình thì tất cả các gia đình đều hỗ trợ, đều sẵn sàng chia sẻ với Bầu Đức trong trường hợp cần thiết. Và như bố của ông Phượng đã từng nói, sẵn sàng bán trâu, bán lúa, tiếp tục vay mượn để chia sẻ khó khăn với Hoàng Anh Gia Lai. Và đó chính là điều mà chúng ta chỉ nhìn thấy ở Bầu Đức, chứ không nhìn thấy ở bất cứ một ông bầu nào khác ở bóng đá Việt Nam. Nhưng xét trên khía cạnh phát triển đội bóng cũng như là nâng cao đẳng cấp cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bây giờ thì tôi nghĩ là còn rất nhiều việc phải làm. Và bằng tất cả sự thân thiện và nhẹ nhàng của mình, tôi có thể nói như thế này: Hoàng Anh Gia Lai đang gặp hai vấn đề cực kỳ lớn mà nó đang ăn mòn đi sự phát triển của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Quan trọng nhất cho các cầu thủ bây giờ là sự phát triển liên tục. Bầu Đức đã từng lao tâm khổ tứ, hao tổn tiền bạc để xây dựng một lứa cầu thủ trẻ tài năng và đạo đức. Tôi khẳng định rằng chỉ 4-5 năm nữa thôi thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm mưa làm gió ở V-League khi mà Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường về nước. Nhưng nếu Bầu Đức thực sự muốn đưa bóng đá Việt Nam tiến lên, vượt các nước trong khu vực để vô địch và tiệm cận với bóng đá châu Á thì rất cần có một sự thay đổi. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bây giờ thì được ví như những chiếc tàu siêu tốc, và cái họ cần bây giờ là những đường ray, những bệ phóng để có thể tiến về phía trước. Hơn bất cứ một thời điểm nào thì họ cần những người lái trưởng thực sự giỏi, những người có thể đưa họ lên một cao độ mới, lên một đẳng cấp mới, những người mà hiểu họ đến từng chân tơ kẽ tóc, dạy cho họ cách cải thiện những nhược điểm, bổ sung những tố chất còn thiếu và khai thác những tiềm năng còn tiềm ẩn, và quan trọng nhất là biến họ trở thành những cỗ máy đa năng và toàn diện. Và giống như Thành Lương đã từng nói một cách vô cùng sâu sắc, là một cỗ siêu xe mà giao cho một tay tài xế dởm thì có mà hỏng cả xe. Tôi không nói rằng đội ngũ điều hành hay là ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai bây giờ là không tốt, nhưng mà cách hành xử, cách làm việc có vẻ như chưa phù hợp cho lắm. Và điều này có thể hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp ở đây. Không chỉ điều hòa những mối quan hệ trên dưới mà cần phải hòa hợp cả những nhóm cầu thủ trong đội. Tinh thần đoàn kết, sự đồng cảm lẫn nhau, sự chia ngọt sẻ bùi, tương trợ lẫn nhau là điều nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào Bầu Đức và sẵn sàng vượt khó cùng với Bầu Đức. Với họ, tiền lương, tiền thưởng chậm không có vấn đề gì cả. Họ biết là họ ăn tập ở đâu và họ tiến bộ là nhờ ai. Còn về phía gia đình thì tất cả các gia đình đều hỗ trợ, đều sẵn sàng chia sẻ với Bầu Đức trong trường hợp cần thiết. Và như bố của ông Phượng đã từng nói, sẵn sàng bán trâu, bán lúa, tiếp tục vay mượn để chia sẻ khó khăn với Hoàng Anh Gia Lai. Và đó chính là điều mà chúng ta chỉ nhìn thấy ở Bầu Đức, chứ không nhìn thấy ở bất cứ một ông bầu nào khác ở bóng đá Việt Nam. Nhưng xét trên khía cạnh phát triển đội bóng cũng như là nâng cao đẳng cấp cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bây giờ thì tôi nghĩ là còn rất nhiều việc phải làm. Và bằng tất cả sự thân thiện và nhẹ nhàng của mình, tôi có thể nói như thế này: Hoàng Anh Gia Lai đang gặp hai vấn đề cực kỳ lớn mà nó đang ăn mòn đi sự phát triển của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Quan trọng nhất cho các cầu thủ bây giờ là sự phát triển liên tục. Bầu Đức đã từng lao tâm khổ tứ, hao tổn tiền bạc để xây dựng một lứa cầu thủ trẻ tài năng và đạo đức. Tôi khẳng định rằng chỉ 4-5 năm nữa thôi thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm mưa làm gió ở V-League khi mà Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường về nước. Nhưng nếu Bầu Đức thực sự muốn đưa bóng đá Việt Nam tiến lên, vượt các nước trong khu vực để vô địch và tiệm cận với bóng đá châu Á thì rất cần có một sự thay đổi. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bây giờ thì được ví như những chiếc tàu siêu tốc, và cái họ cần bây giờ là những đường ray, những bệ phóng để có thể tiến về phía trước. Hơn bất cứ một thời điểm nào thì họ cần những người lái trưởng thực sự giỏi, những người có thể đưa họ lên một cao độ mới, lên một đẳng cấp mới, những người mà hiểu họ đến từng chân tơ kẽ tóc, dạy cho họ cách cải thiện những nhược điểm, bổ sung những tố chất còn thiếu và khai thác những tiềm năng còn tiềm ẩn. Và quan trọng nhất là biến